Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một ca lâm sàng của một trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi. Bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước của gối trái. Sau đây là hình ảnh X-quang của gối trái. Trên hình ảnh X-quang chúng ta quan sát thấy hình ảnh khớp gối trái với tư thế thẳng. Trên phim chúng ta quan sát thấy đường hầm và dụng cụ của tái tạo dây chằng chéo trước. Ngoài ra, trên hình ảnh có một điều thú vị, đó là hình ảnh của xương bánh chè với các mảnh xương nhỏ ở vị trí góc trên ngoài. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là một trường hợp vỡ xương bánh chè? Chúng ta hãy tập trung quan sát kỹ hơn với cửa sổ hẹp. Chúng ta nhìn thấy bờ của xương bánh chè cũng như là các mảnh vỡ có bờ liên tục đều. Khi chúng ta phóng đại hình ảnh, chúng ta quan sát được các phần bờ viền này rõ nét hơn. Ở trên tư thế chụp nghiêng, chúng ta quan sát rõ hơn cái ranh giới giữa các cái mảnh xương nhỏ và phần chính của xương bánh chè. Hình ảnh phóng đại. Chúng ta cùng xem lại phim cộng hưởng từ của bệnh nhân trước mổ. Đây là hình ảnh ASEAN của thủy xung PD phát sát gối trái. Trên hình ảnh là xương bánh chè cùng với mảnh xương rời nhỏ nằm ở phía góc ngoài. Chúng ta nhìn thấy ở phần chính của xương bánh chè có viền bạc xương. Các tín hiệu của đầu dưới xương đùi xương bánh chè trong giới hạn bình thường. Khớp gối có lớp dịch mỏng nhưng không thấy dấu hiệu phù tùy xương. Hình ảnh coronal cho chúng ta cái nhìn rõ hơn. Mảnh xương rời có hình thái và có viền đặc xương, có ít dịch mỏng nằm ở giữa các mảnh xương nhỏ cùng với phần chính của xương bánh chè. Hình ảnh sagittal và hình ảnh T1 sagittal của khớp gối. Qua đây chúng ta có thể nhận xét các mảnh xương rời không phải là các đường vỡ. Ngoài ra chúng ta hồi cứu lại phim X-quang trước mổ. Có thể nhìn thấy hình ảnh mảnh xương rời tương tự của khớp gối phải nằm ở góc trên ngoài. Trên phim cộng hưởng từ trước mổ của gối phải, chúng ta cũng có hình ảnh tương tự với mảnh xương rời nằm ở phía bờ ngoài trên phim chụp ASEAN và phim Corona. Để kết luận, đây là một trường hợp xương bánh chè hai mảnh bivalve patella. Bệnh cảnh của xương bánh chè hai mảnh được định nghĩa là một cái tình trạng xương bánh chè với các điểm cốt hóa phụ tách rời và điển hình nhất nằm ở góc trên ngoài. Đây là một cái bệnh lý lành tính, tuy nhiên nó có thể gây ra những trạng thái bối rối với những trường hợp lần đầu tiếp xúc giữa việc là phân biệt đây là một tình trạng bệnh lý bình thường hay là một trường hợp chấn thương. Về mặt dịch tễ thì thường biểu hiện ở độ tuổi 12 và có thể tồn tại suốt cái tuổi đời. Tần suất xuất hiện chiếm khoảng 2% dân số. Trường hợp gặp cả hai bên xuất hiện trong 43% các trường hợp và thường gặp ở nam với tần suất gấp 9 lần so với nữ. Về phân loại, hiện tại được sử dụng phân loại của SOAP theo vị trí của điểm cốt hóa và chia làm 3 típ. Với típ 1 là điểm cốt hóa nằm ở cực dưới, chiếm khoảng 1%. Típ 2 nằm ở bờ ngoài, chiếm từ 20 đến 25%. Và típ 3 thường gặp nhất, điển hình nằm góc trên ngoài. Xin giới thiệu đến các bạn những hình ảnh minh họa cho trường hợp xương bánh chè phân mảnh lấy từ hình ảnh của trang Radiopedia. Trường hợp thứ nhất là một trường hợp xương bánh chè phân mảnh nằm ở cả hai bên với các điểm cốt hóa phụ điển hình nằm ở vị trí góc trên ngoài. Trường hợp thứ hai là hình ảnh tái tạo 3D của trường hợp xương bánh chè phân mảnh với điểm cốt hóa nằm ở bờ ngoài được xếp vào típ 2. Một trường hợp tương tự nằm ở gối trái với mảnh xương phụ nằm ở vị trí bờ ngoài. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.